đi nước ha. Tại vì không có biết giờ mình thấy quan xa gì ra mà chưa trồng mai bao giờ nên cũng chẳng biết gì đây đâu. Ở đây thì quay được quay mà đi vào kiểu nhóm quay mấy người chợ, nhưng mà tại vì cái đó anh ta bán á, mình mà quay nhưng mà không mua nó bật mình luôn. Thằng kia kìa con. Dạ đó, đó cây màu trắng đằng đó. Bị chợm mắt, bị chợm mắt một cây rồi, để bắt bao vậy thôi. Cô lớn tuổi mà cô đam mê ống kính như vậy á, thấy hổ thẹn rồi. Với cô có chỉ mình cầm không? Này đi mang cái cặp này, không có đem cái máy ảnh theo. Đem cái máy ảnh học cái người này chỉ mình chụp. Vô bắt chị mà chỉ chụp cái theo chụp. Trời, trồng mấy cây mai thì chắc lâu năm lắm đó mà. Thấy mấy cụ sứ kia mình kia không? Đây, đây nó mới đã nè. Ngâm tí ha. Dán là dán về trời. Cây bên kia phía đá thì nó ghê. Trời, cây mai mà chèo lên luôn. Mấy cây này chắc chủ yếu mục đích để đi triển lãm thôi, chắc không ai hỏi được đâu không. Thôi chỉ là khẳng đây chụp hình. À quên, nói về mai này là mình là Tết kỳ rồi mình đi vô cái chỗ nhà mình, đi qua bên Xuyên, đi ngang cái đường đó thấy một cây mai rất là đẹp. Năm nay sẽ chạy vô đó quay cho các bạn coi. Xin quay. Chắc 1-4, 1-5 gì đó. Mình không dám tới ngày vì tại giờ nó rất là lạ. Xa nhà mình.
cho bà Lương. Chưa có hoa. Nghe các bạn đi ngày Tết chứ. Wow, xe đã nè. Thấy rõ không? Này chỗ hoa rất là đẹp. Trời, ông nào đúng là nghệ nhân luôn á. Các bạn thấy không? Đây là một con lân. Lân. Mình muốn con lân quá. Hay ghê. Quái. Ôi nó có 4 cái chân luôn kìa. Ô. 4 cái chân nhưng mà 2 cái chân nha. Bốn chân luôn các bạn. Có một kỳ nhân dị sĩ không? Đoàn list man trong đây làm được những cái cây. Này chắc mấy nhà vườn lớn ha. Đó rồi đó. Đây. Wow. Cái cây này là tất cả bất thương chứ. Biết xứ mình làm cái này mất buộc ở trong chắc nó chết luôn. Làm gì ở trong nó dễ bị nấm mà không khéo nó chết luôn. Đây có một con cây quái nữa. Quái theo hướng cây kia. Này hình thù cây gì, con gì tại. Không biết rồi. Sơi. Mai. Hết rồi. Chứ đây có mai với xứ này nhiều nữa. Còn mấy hoa kia là chỉ phụ trợ thêm thôi các bạn. Mình đang ở hội hoa xuân Tao Đàn 2019. À, đây là những cái bông trang. Ngày xưa tới giờ mình nghĩ bông trang rất là phong thù. Ở dưới quê nhà mình thường thường trồng để đi cúng. Này nhờ. Cũng là đẹp như vậy. À. Đúng là khi đi qua thì phải đứng lại ngắm nhìn các bạn. À. Tự nhiên bông trang để vô cây hoa giấy. Còn tổ chức đâu là dẹp cây này coi. Mình nhìn thấy rất là đã.
Tự nhiên có cái bông trang, ta trưng bày bông trang không lọt ma giấy vô. Ôi anh này là bị cỡ ngép mà. Tay này chắc mua giải bỏ cái này vô hả cha. Mua bông gì cũng đem vô. Trời ơi bông trang sao nó đẹp như vậy. Bông trang các bạn, các bạn nhận nước rồi bạn vô cái trang cái kênh YouTube của anh Công Vấn Bonsai á, là anh chỉ cho mình cái cách nhân bông trang bằng nước các bạn. Mình dựa trên cái ý tưởng đó mà mình làm đại thứ cây sứ á, có nghĩa là anh tìm cái nhánh mà không, cái nhánh bông trang mà nó không có đủ ngon, ý không già cũng không ngon, nó vừa á. Rồi anh cắt gọt cái phần, ví dụ như ở đây không đánh gì không, cắt gọt cái phần mà mình cái phần cắt á, cho nó đừng có bị dập lại, rồi xong rồi mình làm một cái phao giống như mình làm bên cây sứ các bạn. Rồi xong mình để trong nước các bạn, nước không có quá chất gì hết các bạn, nước sạch, để rồi mấy tháng thì nó sẽ ra rễ. Nhưng một điều mà lưu ý là các bạn, nếu là cái cây đó là không có lá nha, lá nó vẫn còn, thì anh đợi mấy tháng nó ra. Mình thấy bên cái kênh của ảnh anh làm vậy đó, nên là mình bắt chước mình làm theo bên cái xứ đó mà. Nói chung là nó mắc mầm đại á, không biết gì nghĩ cái cây kia được thì thế nào cái này nó cũng được, nên là mình làm hay là mấy cái trái các bạn. Hai màu luôn. Này họ ghép quá. Chắc ghép vừa. Trời. Cái hoa này nó nhỏ xíu à. Xíu xíu. Không đổi tên ta. Hết bông trang. Các bạn biết cái món gì mình thích chứ không? Đây mình rất thích thành công. Nhưng mà bây giờ nó được đưa lên tầm nghệ thuật. Trời cái cốc con sài. Vậy luôn. Trời ơi, bự ghê luôn, mà nó chậm chút xíu mà nó có trái luôn, bự ghê. Ai ai đã chậm từ cái cây này vậy trời. Này là dâu tầm đúng không? Dâu này dâu là lại đó. Tôi không ngờ luôn. Đây là như là có lẽ lần đầu tiên mình đi chợ Tết hay đi xuân. Có thể sao mình thấy những cây này, chứ có thể nó có ra nhiều năm trước rồi. Hôm trước mình đi bên lên bán, mình lên bán tám mình cũng thấy, của đó mình cây này mình nghĩ là nó cái cây đó mình sẽ làm bonsai. Cho nên là vô tầm. Cóc là được tầm nhưng mà mình tầm nghệ thuật được. Hãy cho vô tầm kia. Tụi quê luôn. Ý sao cây dâu tầm ở nhà mình trồng á ta. Nó là một cái thân cây nhỏ mà nó thay. Chứ nó đâu có gốc lớn như vậy trời. Hay là một cái giống dâu khác rồi. Trời ơi, sao kiến thức thì bị lỏng nha. Đúng rồi, còn tăng cường đi đây đi đó hay sao. Không biết mấy cái này luôn. Như đây là lần đầu tiên trong đời thấy luôn. Đây. À. Trời ơi, cái này mà cho hái ăn nè. Má ơi. Trời ơi quá. Đây, cái này cây sọ.
cái gì? Này là đầu tiên. Đây là cho đầu tư. Vô tập. Không ngờ làm đầu tiên trong đàn đó. Cười quá. Xin lỗi vì sự thật tình này nha bạn. Tại vì mình không biết thiệt luôn. Đúng rồi, nó phải để bên trong trang nữa đúng. Tự nhiên chỗ này rồi để đây. Ở đây có một cây rất là vui nữa. Mà nhà nào mình thường mình muốn rất là ăn. Đó là cây mận các bạn. Trái nó rất là khổ. Một xíu à. Mận này xưa. Cái hoa nó cũng nhỏ nữa. Bự lắm á. Chào. Rồi. Ok. Xong rồi đó các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn mới như niềm vui và hạnh phúc. Tăng tài, tăng lộc, tăng hình an. Cô chú anh chị thì thật sự là sức khỏe. Thật sự là rất nhiều niềm vui. Xin chào các bạn, gặp lại. Hi. Mình đang ở họ Xuân Tao Đàn, mình đang ở 19 các bạn. Mình có việc ở đây. Tại trong đây giang hồ đồn có hoa sứ á. Nên mình lại chạy ở đây. Quay. Thì mình đi tới đây gặp cây Đỗ Quyên. Cây Đỗ Quyên đối với mình nó có một câu chuyện rất là vui. Đó là đầu tiên mình đi Đà Lạt á. Mình đi đang đi trên xe từ sân bay về thành phố Đà Lạt thì thấy nhà dân mà trồng cái cây này rất là nhiều. Trên xe cứ chạy trò hoài. Nó chạy cái đó tên gì vậy? Cái đó tên gì mà bây giờ mình đi hoài luôn. Từ ngoài mình không biết cái đó cái gì. Xong rồi mình đi tới hình như là thung lũng tình yêu thì phải. Rồi trên đó người ta ghi cái tên là cây Đỗ Quyên. Mình không biết nó là cây Đỗ Quyên. Đúng rồi, dốt bông xanh vì cây giấy. Tự nhiên cái cây tên là bông xanh thì cái hoa nó màu xanh, cái bông xanh này xung đặt cái tên kỹ trời bà ơi. Nó có một cái tên gì đó chứ. Đầu thiệt trời mà hoa đẹp thiệt, hoa nó nhỏ đẹp. Tình yêu tôi thích cái lắm á. Tím. Tên là bông xanh các bạn. Biết bông xanh tự nhiên nó tại sao là tên bông xanh. Tại vì cái bông nó mỏng mà nó hết bông màu xanh mà tím mà. Ông nào bị người mà đặt cái tên thì... Chắc tôi bị cưỡi trước quá. Hết rồi. Thực sự là cái này nó không thu hút mình nhiều lắm các bạn. Có lẽ nó phải là một cái mình không biết gì nhiều về bonsai á. Nên nó không khiến cho mình trầm trồ. Một lần nào đó mình làm được đó thì có thể là mình gặp khó khăn trong vấn đề mà làm được nó thì chắc có lẽ là mình sẽ thấy thích hơn. Mấy cái thế mà bên xa nó cứ nó làm cho mình thối. Không biết là làm thế nào. Nên mình cũng không bị rối.
không biết tên gì luôn. Trà My kìa. Ghê á. Hình như là xứ nó có thay một cây trà My rồi này. Nếu hoa này giống trà My á. Trà My. Hình như là lại tự nhiên tên là bông xanh. Ôi xin cái ông nào đặt cái tên mà xấu quá. Hỏi tên đi cha. Kỳ vậy cha. Thôi ơi, đi tìm chỗ khác đây. Đi nghe nãy bảo vệ nó bên kia có cá. Để bên qua mình coi cá. Rồi, chúc các bạn ngày mới mình vui và hạnh phúc nha. Xin chào bạn, mình thấy tập phía cuối luôn rồi. Phía cuối là kìa là mình bảo vệ luôn á. Ở đây thì nó có cái cá. Nãy ông bảo vệ ông chỉ trong đây. Như đây nó là hết rồi đó. Nói chung tao đàn năm nay chỉ có sứ với mai và hết con sai thôi. Nè là con có gì gì. Đây khu này nó là cá đó là hết rồi. Để mình vô đây mình coi. Thế giới của những loài cá nha. Canh à. Cá rồng. Của cá rồng. Đúng là nó không thể nhiều để người ta có thể
này cá la hán nè. Cái dĩa hello Ajinomoto. Rồi cua cá này đây này còn nữa nè, cái ngoài kia nó còn thâu, nó không biết bên đây cái gì, nhìn nó cũng tầm thường. Trời ơi, Sài Gòn đi vô mấy khu này thôi nè, buồn chết. Ồ, đây có tấm ngoài để gì cá rồi đấy. Chắc có từ 25 ngàn 15 phút. Rồi coi nó lấy cái chân. Ôi cá bị thừa. Cá bị ta. Rồi hết rồi. Mình đi về đây. Ở đây thì mình có dán thành cái con gì đó. Đây. Thôi mình nghĩ ra là con voi các bạn. Hoặc là cái con gì. À, ở đây trên này là nó là cái cái sườn kia. Còn nó ở dưới đây. Cái chân nó đang tròn tới không? Tào lao, mình là con tào lao nữa. Đó. Con chó đúng không? Đúng rồi, nó là con chó đó. Ai mua 4 triệu. Hay là con chó. Cái đầu. Ai mua 20. Cái tên là Hí Xuân. 20 đó nha. Cái này là lông hồ. Cái này cũng phải giống như con rồng. Nhưng mà đứng bên góc bên đây mà không thấy đâu, qua bên kia không thấy, nhìn thấy được. Này hí sinh. Này là cảnh giác. Nó có một góc các bạn hãy nhìn thấy một con gì đó. Tôi đi nhìn dòng mà mình không nhìn ra được. Cái này nó mang tính chất tưởng tượng rất là cao. Và không đủ tầm. Không đủ tầm, không đủ tầm để nhìn ra được cái này. Tính ra cái này là giống như hình ảnh gỗ mục vậy đó. Cái này mà nếu mà bỏ ra ngoài chắc đem về chặt củ trồng. Đúng là khi mà qua bằng tay người dân họ có thể làm những thứ mà ha, thể thành tuyệt tác. Mình chỉ nhìn thấy được cái
có thể chùm củi và nấu một nồi cơm để ăn no bụng thôi. Đơn giản là cái trái táo mà có chúng mình thì nó sẽ ra là nó sẽ vô bụng mình, chứ nó không thể thành một cái định lực hay là một cái gì đó khiến cho nhân loại phải thừa hưởng được đâu. Là vlog hả anh? Là vlog hả? Đúng rồi. Do đó là những cái này mình nói với mình là thua, không làm được. Không, tại vô quay mấy cái xứ chơi thôi, mấy này quay chơi. Mình này con rồng tên là gì? Mã Long. Đây là mã Long. Hôm qua là mình thấy nó thành một cái con gì. Dê vậy. Đó không, chính xác rồi. Tên là Sơn Du. Wow, mày giống như dê. Có con mắt luôn không? Mắt có sừng giống như dê. Tôi nghĩ tàu lao cũng dê. Cái này như câu. Câu là gì đó? Đây, tiếp. Mình nha, cố gắng nhìn ra nha. Trời ơi, nhét cục đá đó là các bạn nha. Bye bye. Chúc các bạn năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.